Thôi tới đó thôi. Rồi. Bệnh thì bị tê tay á thầy. Được rồi. Xong rồi mổ cả một bên. Do không có biết ở chỗ thầy. Thành ra đi mổ xong rồi á thì bác sĩ nói là mấy tháng sau quay lại mổ tiếp cái tay bên đây. Nhưng mà cũng may ông xã ở nhà cũng coi được cái clip của thầy. Tôi chỉ chữa cho chị một phần thôi. Còn cái phần cuối là của chị. Thầy buồn ngủ với ngủ nhức đầu đó thầy. Thiếu môn nào? Bởi vì khi mà mình mập á thì mấy cái động mạch của cảnh, động mạch cổ nó bị chèn, nó đưa lên máu không được. Thì nó làm cho thiếu máu não ha? Thì nó làm cho rối loạn là bị giấc ngủ ha? Nó làm đủ thứ chuyện nó đơn. Tay đó mới mổ đó thầy. Một tháng. Thấy vậy? Dạ. Ăn thuốc gì? Mổ này ăn thuốc gì? Mày mổ đè phải xuống mổ cổ nè. Chứ mấy cái này nhỏ nhỏ. Tôi qua Đức á, mấy người bị như vậy á, là cứ mổ đây nè, rồi mổ đây nè, rồi mổ đây nè, mổ tùm lum á. Mổ cái cuối cùng nó giờ không hết thôi, mổ cổ. Vậy thôi. Đó. Rồi ở Bình Dương ở ngay thị xã đó. Gần Chùa Ba, gần Chùa Ba. À, gần Chùa Ba. Ồ. Được rồi. Quê ở tỉnh mà theo chồng về Sài Gòn vài chục năm rồi. À dạ, về Sài Gòn hả? Rồi, à, chị nằm đây đi. Rồi cũng nhờ ông xã mấy ông về thôi khỏi rừng nè, cái nằm xuống, nằm thẳng người nè. Cũng nhờ ông xã mới biết lên đây phải không? Rồi mọi người nhìn á, là chị này á, sau khi mà nhịn ăn rồi hút không khí rồi các thứ, mấy cái dấu hiệu này sẽ mất hết, chứ gọn lại hết. Nó thì tắt cái van trên mặt thôi. Rồi hôm nay chị nhịn ăn được không? Được ha, giỏi nha. Ừ. Từ trước khi tới chúng ta nhịn ăn. Đồ uống nước lạnh thôi nha, đừng uống nước cây nha, nước cây nha. Không đừng uống sữa nha. Hấp không khí. Chắc được rồi, chị đứng lên được rồi. Rồi, bây giờ chị cử động coi cổ chứ còn coi gì sao. Nghe nhẹ nè. Rồi, đứng dậy giờ chị là ngồi xuống đứng dậy coi. Hồi nãy ngồi xuống dậy khó gì, ngồi xuống dậy coi. Cá đừng chút ra, rồi nằm lên đi. Rồi, cái đầu là chuyên nguyên bên đây. Chuyên nguyên đây để thử mùi nữa là củ bội. Ok. Đâu thì cười nha. Cái bài này hay lắm. Bà kia đau. Mỗi lần khi mình bấm á, mà đau á, mình mỉm cười. Bây giờ phải tập mỉm cười. Rồi đi đau rồi đi. Thầy bấm trên đó chị như đi sờ hoài. Nhớ lại hôm qua. Vậy á, chứ mà khi mà chị này chị
bắt đầu mà chỉ nhìn ăn rồi chỉ hút không khí, chỉ chườm ná mà đầy đủ đàng hoàng hết á, rồi mọi người một tháng sau là mọi người thấy khác đó là giống như chị này ha. Dạ. Chị chữa này lâu lâu rồi. Con từ ngày thứ ba. Tuần thứ ba mà thấy mà thay đổi nhiều rồi hả? Dạ. Đấy. Nhưng mà chưa đủ, này chỉ mới khơi khơi thôi. Dạ. Mai mốt phải là gọn như chị đó. Ốp nào khỏe này. OK. Đứng dậy rồi. Bây giờ là ngồi xuống đứng dậy được rồi. Đó. Có khá hơn rồi, có khá hơn rồi. Vài bữa có mấy cái bài tập sẽ làm cho cái chân chị dễ hơn được rồi. Hốt đi anh em, chùm cam nào anh em. Khỏe bên trong, đẹp bên ngoài, phòng ngừa bệnh, tăng đề kháng, giúp ăn ngon, ngủ ngon, tiêu hóa tốt. Liên hệ khóa học theo điện thoại Sài Gòn 0918133635, Hà Nội 0937853823. Để có trong tay đá chườm gan cặp đá diệu kỳ đến tận cửa nhà, bạn hãy liên hệ thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực phía Nam, điện thoại 0125800 2299 hoặc 0937853823. Hà Nội và các khu vực phía Bắc, điện thoại 0123218 6688 hoặc 0983581652.